Đấu La Lại Lục phần 2 tập 489, tinh anh cao cấp hồn sư đại tái, tuyệt thế đường môn. Để cho mọi người là không bị ảnh hưởng bởi việc đã tạm thời là tà tật của mình, đồng thời hắn cũng là tỉnh ngộ, mình nhất định là phải là thể hiện ra thực lực. Nếu không thì mọi người thật sự là cho rằng mình là một phế vật thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó mình còn phải là ra sân tham chiến nữa chứ. Tốc độ của mọi người không tính là quá nhanh, nhưng mà sau nửa canh giờ đã ra khỏi sự lai khắc thành rồi. Ra khỏi cửa Tây vẫn là hướng về phía Tây, chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sử dụng phi hành hồn đạo khí là nhanh nhất. Ngày hôm qua cũng là đã lên kế hoạch hết rồi, để Bối Bối từ Tam Thạch hòa thái đầu cùng với Vương Đồng Nhi, bốn vị hồn đế mang theo Vua Hạo. Trong đó thì Vương Đồng Nhi chịu trách nhiệm chống đỡ cuồng phong cho Vua Hạo, những người còn lại là tự mình sử dụng phi hành hồn đạo khí. Tương phản, Hiên Tử Vân còn đề nghị sáng chế tạo ra cấp một cái cực đại nhiều người đồng thời sử dụng phi hành hồn đạo khí. Tương đương với việc vì thân thể của Vua Hạo làm thành, được xôi ra khỏi thành rồi, Tử Yên Tí cứ là xong tới đây đi, một đấu một. Quý Tất Trần đang đẩy xe lăn ở phía sau cũng là ngây ngẩn cả người. Vua Hạo không phải là làm thật đấy chứ. Tu vi của Kinh Tử Yên mặc dù là kém hơn Bối Bối, Từ Tâm Thạch một chút, nhưng mà cũng thật sự là cường giả hồn đế. Vũ hồn của nàng mặc dù là không phải là đặc biệt mạnh, nhưng mà phối hợp với thêm hồn đạo khí, lực chiến đấu cũng là không tầm thường. Nếu như Vua Hạo ở trạng thái đỉnh phong vẫn là có thể đánh bại Kim Tử Yên, nhưng mà bộ dáng hiện tại của hắn đến cử động cũng là phải lao lực, tại sao phải là cùng với Kinh Tử Yên chiến đấu của chú? Vua Hạo lúc này gật đầu, ánh mắt nhìn hướng đến Kinh Tử Yên rồi nói: ta đương nhiên là làm thật rồi, Tử Yên tỷ thì không phải là sợ đấy chứ. Kinh Tử Yên tức giận rồi nói: sợ người? Nếu người đã là như vậy thì là còn có cái gì để cho ta sợ người? Ta chỉ là không đành lòng bắt lạt người tàn tật mà thôi. Vua Hạo tức giận rồi nói: tạm thời tàn tật thôi, không phải là người tàn tật, đến đây đi, nhanh lên đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Có ai đặt cược hay không, ta mở bán. Từ Tâm Thành hứng chí chạy ra, bộ sáng lóng lòng muốn thử. Giang Lan Lam vẫn là ở bên cạnh hắn, nghe vậy cũng là không khỏi ngoài ngoắc 180 độ, giơ tay lên ngắt ngay hông quán một cái. Người có nhân tính hay không vậy, bộ sáng của Vũ Hạo đã là như vậy rồi, người còn cổ vũ trò láo nhiệt. Vũ Hạo đây cũng là đừng láo loạn nữa, chúng ta lên đường đi, chúng ta biết đệ là có thực lực rồi. Vũ Hạo cười khổ rồi nói: tứ sư tỷ, từ lời này của tí sao mà nghe thấy thì là không xem trọng đệ vậy. Tỷ nhìn xem vẫn là tam sư huynh là hiểu rõ đệ hơn. Quả thật thì từ khi hắn dưỡng thương đến bây giờ cũng không có cùng với các đồng bạn luyện tập qua, vẫn là luôn tự mình nghỉ ngơi khôi phục lại. Hơn nữa với bộ dáng tứ chi chỉ là có thể động một chi hiện tại của hắn, bị đồng bạn hoài nghi cũng là bình thường. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn cố ý muốn cùng với Kinh Tử Yên chiến đấu một trận để chứng minh. Nếu như là đồng bạn đều là công tin mình như vậy thì ở trong đại tái sẽ là phát sinh ra vấn đề lớn, thậm chí là Bối Bối là không cho hắn ra sân thi đấu thì làm sao bây giờ. Kinh Tử Yên tức giận rồi nói: người cũng mạnh mẽ lắm, Đồng Nhi trông nom hắn cho tốt đi. Nàng căn bản là không để ý tới lời khiêu khích của Vua Hạo, xoay người bỏ đi. Vua Hạo có chút là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó thì hai mắt của hắn là híp lại, một đạo quang mang màu tím hiện lên ở trong mắt. Kinh Tử Yên lúc này đang xoay người đi, đột nhiên nàng phát hiện ra những người xung quanh đều là biến mất, trong nháy mắt là trong lòng của nàng tràn đầy một cảm giác bị áp bức khó mà có thể hình dung được. Nàng khiếp sợ phát hiện ra xung quanh biến thành là một mảnh sương mù, cái gì cũng là không thấy rõ, cũng giống như là có thể thấy điểm cuối của thế giới vậy, nhưng mà một người cũng là không có. Chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết Trần, Bối Bối, các người đâu rồi? Kinh Tử Yên là lớn tiếng kêu lên. Cùng vào lúc đó, vuôn của nàng cũng là phóng thích ra một tầng sương mù tràn ngập ở trên người, sau cái hồn hoàn cũng là dùng lên, một đôi dao găm cũng là hiện ra trong lòng bàn tay của nàng. Chuyện gì vậy, Tử Yên? Một thân ảnh quen thuộc không biết là từ lúc nào đi ra từ trong sương vụ màu trắng, còn không phải là Quý Tuyết Trần hay sao? Thấy Quý Tuyết Trần, Kinh Tử Yên thở phào nhẹ nhõm rồi nói: chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên là ta không nhìn thấy những người khác ở đâu cả? Quý Tuyết Trần nghi ngờ rồi nói: ta cũng không biết, mới vừa rồi ta là nghe tiếng người gọi, mới là qua đây tìm người. Ừ nhỉ, những người khác đi đâu mất rồi? Vừa nói, hắn đã là đi tới bên cạnh của Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên đối với hắn là không có đề phòng gì, vẫn là cảnh giác nhìn bốn phương xung quanh. Ngay lúc này, một cỗ cảm giác lạnh như băng lặng lẽ, không một tiếng động nào hiện ra tại cổ của nàng. Sát khí lạnh thấu xương chợt bắn ra. Thân thể của Kinh Tử Yên là cứng đờ, đứng yên tại chỗ không dám cử động. Nàng có thể cảm nhận được một vật sắc bén ngay cổ của mình, chỉ cần mình động nhẹ, chỉ sợ là kết cục sẽ là máu tươi đầy đất. Cũng ngay vào lúc này, xung quanh mê vụ liền là biến mất,
Nơi này vẫn là ở ngoài cửa tây của Thử Ái Khắc Thánh. Tất cả mọi người ở cùng gần với nàng. Chỉ là có điều, lúc mọi người thấy được ánh mắt của nàng cũng là tràn đầy khiếp sợ. Cảm xúc lạnh như là băng cũng biến mất. Một âm thanh hài hước vang lên. Ai? Chỉ đơn giản như vậy thôi hay sao? Có trách tỷ là không muốn đánh với ta. Hẳn là đã biết rằng mình làm gì đi nữa cũng là không phải là đối thủ của ta rồi. Kinh Thời Yên đột nhiên là xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh mình không phải là Quý Tuyết Trần mà là người ngồi ở trên xe lăn, Hoắc Phu Hạo. Thứ mới vừa thu hồi lại chính là lợi nhuận màu vàng lật ở trên ngón tay của hắn. Lợi nhuận dài đến là 6 thước, ám kim sắc quang mang được ánh mặt trời là chiếu rọi xuống nên là lộ ra vẻ hết sức là kinh khủng. Ngươi làm sao làm như vậy được? Kinh Thời Yên giật mình nói. Phu Hạo là ngửa đầu lên trời, thiên cơ bất khả lậu, không được là không được thôi. Kinh Thời Yên là cả giận rồi nói. Lói nhảm, ta hơi là khinh thường mới là bị người đánh lén. Có bản lĩnh thì chính diện một chọi một. Làm cho nàng kinh ngạc chính là Vũ Hạo bật cười rồi nói. Được thôi. Vừa nói xong, tay phải quán lại là một lần nữa, hướng về Kinh Tử Yên giơ lên. Lần này, Kinh Tử Yên cũng không dám có lửa phần khinh thường nữa. Thân thể trong nhắm mắt là nhảy lùi lại. Đồng thời, cả người đã là hóa thành một đoàn sương khói phiền đáng ở trên công trung. Đồng thời lan tràn ra phạm vi lớn. Vốn những người khác cứ cho Vũ Hạo là đang nói đùa, lúc này sắc mặt của tất cả cũng là trở nên ngưng trọng. Nhìn ánh mắt của Vũ Hạo biến rồi lại biến, hắn chỉ là còn một cánh tay, lại vẫn là có thể chiến thắng Kinh Tử Yên hay sao? Trận tỷ thí vừa rồi, Kinh Tử Yên là lâm vào trong mê mang, nhưng mà những người khác lại là thấy rõ. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Kinh Tử Yên đột nhiên là mờ mịt, sau đó tự hành phóng thích ra vũ hồn, cảm giác mình xung quanh, sau đó là Vũ Hạo làm cho Quý Tuyết Trần là buông tay ra. Bản thân dùng một bàn tay di chuyển xe lăn vội vàng là tiến đến chỗ của nàng, xuất ra ám kim khủng trảo, chậm rãi là khoát lên trên cổ của Kinh Tử Yên. Toàn bộ quá trình này, Kinh Tử Yên cũng là không có lửa phần phản ứng. Cái này có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là hoàn toàn là bị Vũ Hạo khống chế. Đây là một màn thần kỳ mà cường hãn cơ nào, làm người ta khó mà có thể tin tưởng được. Nhưng mà nói lại xuất hiện ra, đừng nói Kinh Tử Yên là không hiểu được. Dù trong sự đánh khắc lục quá đã là quen thuộc Vũ Hạo, thậm chí kể cả Vương Đồng Nhi cũng không rõ ràng rằng hắn làm thế nào mà chiến thắng được. Đối mặt với Kinh Tử Yên đã là hóa thành sương khói, sắc mặt của Vũ Hạo đột nhiên là nghiêm túc trở lên. Sau đó hắn liền là nghiêng đầu sang chỗ khác, trong khi đối mặt với Kinh Tử Yên, bất ngờ là đem ánh mắt nhìn về phía của Vương Đồng Nhi. Vương Đồng Nhi có chút là lo lắng kêu lên Vũ Hạo. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Vũ Hạo trở lên nhu hòa, tràn ngập vô tận là quyến luyến cùng với tình yêu ôn nhu. Tại bên trong đồng tử của hắn, Vương Đồng Nhi thậm chí là thấy được cái bóng của mình. Chăm chú nhìn lại, Vương Đồng Nhi rõ ràng là cảm giác được sự như là tim của mình Vũ Hạo cũng là được kết nối lại với nhau. Một loại thâm tình không thể nói được quanh quẩn ở trong tim. Vũ Hạo nhìn Vương Đồng Nhi làm gì thì làm. Trong lòng những người ở đây đều là xuất hiện ra một đồng dạng nghi vấn. Ngay sau đó thì đáp án được công bố. Xe lăn của Vũ Hạo đột nhiên là giáng lên, kim quang trên mắt đột nhiên phát ra, hơi thở quang mang dày đặc ở trong nháy mắt là tràn ngập khắp nơi. Ngay sau đó, một thân ảnh kim sắc mơ hồ là xuất hiện ra sau lưng của hắn. Cả người của Vũ Hạo nhất thời là hoàn toàn bị nhuộm thành kim sắc. Xuất hiện ở sau lưng của hắn còn không phải là Vương Đồng Nhi hay sao, mà cái này hoàn toàn là do tinh thần lực ngừng kết mà thành. Thái độ cũng là đôi mắt đẹp kia cũng giống Vương Đồng Nhi nhiều đúc. Sau đó thì Vũ Hạo liền là khinh phiêu ở vỗ ra một trượng về phía trước. Vương Đồng Nhi ở sau lưng cũng là cảm giác động tác như vậy. Hai thân ảnh nháy mắt là trùng hợp cùng một chỗ, một cỗ ý niệm cực kỳ là kinh khủng trong nháy mắt là tràn ngập ngay ở phía trước. Sương khói màu tím kia trong nháy mắt là ngừng trệ, giống như là bị bóp cổ thật chặt vậy, đột nhiên là tán loạn. Kinh Tử Yên trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt tái nhợt. Vũ Hạo đặt tay ở giữa không trung, không tiếp tục động nữa. Kim quang dày đặc liền là ngưng tụ ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Còn muốn tiếp tục hay không? Vũ Hạo là nhẹ giọng hỏi. Kinh Tử Yên là trên trán đầy mồ hôi, dao găm ở trên hai tay của nàng hơi là run rẩy. Nàng không còn chịu ý đối mặt với Vũ Hạo nữa. Loại tình huống này là lần đầu tiên nàng đối mặt, có vài phần giống như là đang đối mặt với kiếm ý của Quý Tuyết Trần vậy. Nhưng mà kiếm ý của Quý Tuyết Trần mặc dù là đang không ngừng tiến bộ, nhưng mà thủy chung vẫn là có chỗ thiếu hụt. Còn ý niệm của Vũ Hạo biểu hiện ra ban nãy ở trong mắt của nàng lại là hoàn mỹ. Phần ý niệm này hoàn toàn là tác dụng ở trên một hình mình nàng. Khoảnh khắc đó, Kinh Tử Yên chỉ là cảm thấy giống như là có sóng lớn vạn trượng đánh tới trước mặt của mình. Trong khoảnh khắc đó, dường như là hồn hoàn của mình cũng là mất đi tác dụng. Trái tim càng giống như là bị một cái bàn tay dùng sức nắm chặt, trong nháy mắt buộc chặt, làm cho nàng không kiềm chế được tiêu tán hết hồn kỹ. Xuất hiện ở trước mặt của Vũ Hạo, nhìn hắn không có đánh ra một trường nào, nhưng mà trong nội tâm của nàng lại là tràn ngập hồi hộp.
Đây là dạng lực lượng gì vậy? Tại sao lại là sinh ra uy áp mạnh mẽ như thế này? Mà lực lượng trong tay quán còn là chưa có bạo phát ra. Nếu như là bạo phát ra thì làm sao đấy? Dựa vào cường độ uy áp của tinh thần để xem xét, môi trường này chỉ sợ là phải là kinh thiên địa, khốc quỷ thần. Kinh Thừa Yên là tuyệt đối là không ngờ được. Phú Hạo, tứ chi đã làm mất đi tám chí vẫn là có thể cường đại như vậy. Một trưởng này cũng đồng dạng rung động tất cả những người khác, kể cả Quý Thiệt Chuẩn. Quý Thiệt Chuẩn là ngơ ngác nhìn Vũ Hạo, đây là ý niệm, cực hạn hình tinh thần ý niệm, thứ mà ta theo đuổi. Vừa nói xong, trong giây lát hắn lại là như là điên về phía của Vũ Hạo, đi đến trước mặt hắn, hai tay đã bắt lấy bờ vai của hắn thật là chặt. Vũ Hạo, ngươi như thế nào làm được? Làm sao có được ý niệm hoàn mỹ như thế này? Ngươi làm sao mới là có thể làm được như vậy? Vũ Hạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Đông Nhi cách đó là không xa, bởi vì hết lòng yêu mới là được hoàn mỹ như vậy. Đây là trong lúc sinh tử, trong nội tâm của ta lại là tràn ngập thân ảnh của Đông Nhi, cảm ngộ được ý niệm của riêng mình, không xứng với Quan Lâm Thiên Hạ, đây là thuộc về riêng ta. Kỳ thật thì uy lực của một trường này cũng không mạnh mẽ như là tưởng tượng của mọi người đâu. Sự cường đại của nó chỉ là do ý niệm tinh thần tăng hoa trong nháy mắt, cũng là thứ cảnh giới hữu hình vô chất tiếp cận đến cảnh giới hữu hình hữu chất. Mà tu vi của ta bây giờ còn quá thấp, ít nhất là phải đợi sau khi ta đã tới thất hoàn hồn thánh, hồn lực của bản thân mới là có thể xứng với phần ý niệm tinh thần này. Bởi vì hết lòng yêu mới là được hoàn mỹ như vậy, yêu đến cực hạn, đây là do người đã yêu đến cực hạn rồi, thậm chí là còn hơn cả việc chấp nhất đối với kiếm ý của ta. Ngộ đạo có trước có sau, không ngờ rằng thứ mà ta một lòng truy cầu đúng là người vẫn là nhanh hơn ta một bước. Lúc này trong ánh mắt của Quý Thiệt Chuẩn tràn ngập cuồng nhiệt, không có ganh tị, chỉ là có phần cuồng nhiệt vì là đuổi mơ ước. Vương Đông Nhi nhìn Vũ Hạo, ánh mắt càng thêm là ôn nhu. Quý Thiệt Chuẩn chấp nhất đối với kiếm ý điên cuồng cỡ nào, mỗi một người trong bọn họ đều là thấy tận mắt. Nhưng mà lúc này hắn lại là nói, chấp nhất của bản thân đối với kiếm ý không bằng chấp nhất của Vũ Hạo đối với yêu. Đơn giản một câu, lại nói hết thâm tình y như là mình mông đại hải của Vũ Hạo đối với Vương Đông Nhi. Vũ Hạo là không nói ra, khi mà Vương Đông Nhi có mặt ở đây, uy lực của Quang Minh Lữ Thần ước chừng là tăng lên khoảng 30%. Dù sao thì cái này không cần tự liếm, mà là cần hoàn mỹ. Điều này mới là có thể đem Quang Minh Lữ Thần để thăng đến cực hạn chân chính. Nếu không thì, muốn dựa vào hư ảo, ý niệm tinh thần, một trưởng phá vỡ hồn ký của hồn đế Kinh Tử Yên là không thể nào làm được. Mọi người dồn dập vây quanh Vũ Hạo, bố bối cũng là không nói gì, chỉ làm ra mặt mỉm cười, hướng Vũ Hạo là giơ ngón tay cái lên. Hòa Thái Đầu tán thưởng rồi nói, tiểu sư đệ, đây vẫn là vũ khí bí mật của chúng ta. Từ Tâm Thạch như là đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó rồi nói, dường như là tinh thần lực của đệ đã tăng cao về chất, không tệ không tệ, ha ha, năng lực ẩn thân ban nãy hẳn là do hồn ký mô phỏng của đệ tạo thành. Vũ Hạo lúc này cười ha ha, nhưng mà không có hé răng. Giang Lam Lam tò mò rồi hỏi, phạm vi là bao lớn? Vũ Hạo nghĩ một chút rồi nói, phạm vi càng lớn tiêu hao hồn lực càng lớn. Nếu như lấy đường kính là 100m làm cực hạn để tính toán, đại khái là có thể duy trì là được 10 phút.